Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimechine. Trong trailer 213 của Đấu La Đại Lục, diễn biến của tập này hết sức đơn giản, chủ yếu xoay quanh cuộc gặp gỡ của Đường Tam với Đường Hao. Nhưng mục đích chính là hồi sinh Tiểu Vũ hoàn toàn. Vậy Đường Tam sẽ mất những gì và được những gì ở tập này? Thứ nhất, Đường Tam sẽ gặp lại được bố Đường Hao và mẹ A Ngân. Thứ hai, Đường Tam sẽ hồi sinh Tiểu Vũ và hồi sinh A Ngân thành công. Trước khi Đường Tam tiến hành phẫu thuật cho Tiểu Vũ, hắn có chào hỏi Đường Hao rất nhiều chưa từng nói ra, như nguyện vọng muốn lấy lại cục xương hồn cốt cho Đường Hao để nối lại tay chân cho Đường Hao ở Hạo Thiên Tông, và Đường Tam muốn mang Đường Hao trở về Hạo Thiên Tông một lần nữa. Lúc này Đường Tam hồi sinh Tiểu Vũ, anh ấy đang ở cấp bậc 91 cấp Phong Hào Đô La. Khi Đường Tam đã được Thái Thản Cự Viên và Thanh Thiên Ngưu Mãng hiến tế từ 85 cấp trở thành Phong Hào Đô La, do đó Đường Tam đã đạt đủ tiêu chuẩn hồi sinh Tiểu Vũ. Đường Tam cứu Tiểu Vũ bằng cách như sau: hắn đặt Tiểu Vũ nằm dưới mặt đất, sau đó mang hồn cốt trả lại cho Tiểu Vũ. Trong quá trình hồi sinh, Đường Tam dùng đến Hải Thần Ánh Sáng chiếu vào cơ thể Tiểu Vũ xem có bộ phận chỗ nào có bị sốc phản vệ không. Ngoài ra, theo như lời của Ba Tế Tây, Đường Tam cần mất 5 hồn hoàn để bổ sung trong quá trình hồi sinh Tiểu Vũ. Hắn đã cho 4 cái hồn hoàn từ số 1 đến số 4 của Lam Ngân Hoàng cho Tiểu Vũ. Thậm chí Đường Tam suy nghĩ hồn hoàn thứ 5 thích hợp nhất cho Tiểu Vũ là của Hải Thần Ban Tăng, nên hắn đã dùng hồn hoàn thứ 7 giúp Tiểu Vũ hồi sinh. Trải qua 30 phút, Đường Tam mây mưa dập lên dập xuống lật Tiểu Vũ đủ các tư thế, Tiểu Vũ đã hồi sinh sống lại thành công. Duy nhiên Đường Tam hồi sinh được Tiểu Vũ, hắn cũng mất sức trầm trọng là bị ngất ngay sau đó. Đường Tam sau khi tỉnh lại vô cùng vui mừng nhận được tin Tiểu Vũ đang đứng nói chuyện mình là người bình thường, chứ không kiểu giờ ương ương. Tiếp đến, Đường Tam sẽ làm gì tiếp theo khi thấy mình sẽ được hạnh phúc với Tiểu Vũ? Hắn quyết định sẽ cho cha Đường Hao cũng có chỗ có tí vợ trở lại. Đường Tam đã hồi sinh luôn mẹ A Ngân thành công. Trong quá trình Đường Tam đợi mẹ A Ngân hồi sinh, Đường Tam và Tiểu Vũ có đi bổ sung một số hồn hoàn cho mình đã bị mất, cũng như tìm hồn cốt và hồn hoàn cho Tiểu Vũ. Khi cấp độ của Tiểu Vũ ở 76 cấp, trải qua một hồi hai người vác dao súng đi săn, Đường Tam bổ sung thành công hồn hoàn số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 7 của Lam Ngân Thảo. Và hồn hoàn số 2 và số 3 cho Hạo Thiên Búa đều trên 5 vạn năm màu đen trở lên. Và sau khi cặp đôi A Ngân và Đường Hạo hay cặp đôi Tiểu Vũ và Đường Tam giải quyết toàn bộ sự việc ổn thỏa, họ quyết định cả hai tay hai cẳng chân đi lên Hạo Thiên Tông. Sau khi Đường Tam và Tiểu Vũ cùng mọi người giải quyết tất cả mọi chuyện, từ đánh bài Vô Đế Quốc đến tập cuối, Đường Tam sẽ được Tuyết Băng Đại Đế tổ chức một cái hôn lễ to nhất cái vịnh Bắc Bộ Đại Lục, mà theo lịch kết thúc phim cũng sắp đến rồi, khoảng vài chục tập nữa là hết. Dự tính cuối năm 2022 lại ăn bộ này tính theo lịch âm, còn theo lịch dương là tháng 2 năm 2023. Và anh em chuẩn bị chia tay một siêu phẩm. Khi phim chiếu từ những năm 2018-2019 gì đó, tương lai thì nhà sản xuất vẫn làm thêm bộ Đấu La Đại Lục 2 có tên là Tuyệt Thế Đồng Môn. Cảm ơn anh em đã xem hết video.